cá chuối đắm đuối vì con. Nhìn hình ảnh này thực sự khiến cho nhiều người cảm thấy chạnh lòng. Cá chuối là loài săn mồi và chúng rất hung dữ khi đang nuôi con. Cũng chính vì thế mà chúng đã bị dính câu của các cần thủ. Mong sao người chủ đã bắt được hai con cá, bố mẹ hãy thả chúng ra để cả nhà cá được đoàn tụ.